Cường, rất là tiếc, mình sẽ phải dừng bước tại đây. Cường thì Cường thấy hơi tiếc, tại vì Cường chưa được làm đội trưởng mà đã phải ra đi rồi, nên là mình chưa thể hiện được mình một cách rõ nhất. Hữu nghĩ là Quý là người ra đi xứng đáng hơn thay vì là Cường. Sau 4 tập thì Quý cũng đã thể hiện cái khả năng của mình. Cường hơi mờ nhạt hơn so với Quý, thế nên là Dũng cũng về phương diện cá nhân thì Dũng đồng ý với quyết định của ban tổ chức. Thì tôi thấy bạn tham gia chương trình với một phong cách rất là hiên ngang. Với một cái tư cách người ta gọi là nam nhi đại trưởng phu á, bạn hơi trầm tính một chút. Nhưng mà tôi tin rằng với cái tính chất đó, với nhiệt huyết đó, chắc chắn bạn sẽ còn thành công nữa. Em xin cảm ơn ban tổ chức cũng như là nhà sản xuất chương trình đã mang đến cho em và các bạn một chương trình rất là hay, rất là thú vị. Để bọn em có dịp trải nghiệm rất là nhiều trong chương trình này. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn bạn. Cường nghĩ từ thử thách thứ 5 trở đi, nó sẽ liên quan đến chiến lược và kế hoạch của các bạn rất là nhiều. Người đội trưởng rất quan trọng. Em rất là quý anh, bởi vì anh anh Cường á, như hay chọc anh Cường là một bad boy chính nghĩa. Là anh Cường có cái vẻ bất cần đời của một bad boy. Ở anh Cường có một sự ấm áp, rất là ấm áp, bảo vệ cho em gái. Mình trải qua với nhau được khoảng 3 thử thách chung với nhau. Có nhiều lúc anh cũng hơi hấp tấp một tí, nhưng mà mình chỉ dằn anh lại chút xíu thì anh cũng bình tĩnh lại. Thấy anh Cường cố gắng rất là hết sức mình. Và em cũng rất là vui khi mà làm được với anh. Trẻ thì nên theo cái mà mình thích và nên cố gắng tìm thấy nó sớm nhất để đi theo nó. Khi mà cái niềm đam mê của bạn á, nếu mà nó không đủ để cho bạn được lo đầy đủ cho cuộc sống của bạn á, thì Cường nghĩ bạn cũng nên cố gắng một tí nữa xem sao. Chứ đừng có nên bỏ cuộc. Khi mà bố mẹ kêu mình làm một cái ngành này, nhưng mà mình lại không thích cái ngành đấy, mình muốn theo một cái ngành mà mình đang yêu thích, thì mình phải cố gắng giải thích làm sao cho bố mẹ, ừ, đây mới là cái mà con yêu thích. Và bố mẹ nên để cho con đi theo con đường của con, tại vì cuộc đời này là của con. Trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết đâu lắm thắng gành treo leo trên xa, gian nan ta vươn tới những đỉnh cao.